việc kỷ luật Lê Minh Khái có liên quan gì đến bà Trương Thị Mai hay không? Việc Tô Lâm cho trảm ngay bốn lãnh đạo cấp cao sau khi vừa nhận chức Tổng Bí Thư được cho là giết gà, dọa khỉ, đồng thời cho thấy tình trạng đấu đá ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn trong thời gian tới. Đáng chú ý, trong bốn nhân vật lãnh đạo bị xử lý đợt này có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, cựu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Khái đang giữ các chức vụ như Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng trước khi bị kỷ luật. Thông cáo của kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 8 tháng 8 kết luận Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có vi phạm trong dự án khu đô thị Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, cơ quan này đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật ông Khái do có liên quan đến đất đai, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo giới thảo tin, ông Khái đã nhận khoảng 2 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan của dự án khu đô thị Đại Ninh. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, vụ việc tại dự án Đại Ninh đã khiến cho Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị bắt giam và khởi tố. Vẫn theo giới thảo tin, một trong những lý do khiến Tô Lâm cho xử lý Phó Thủ tướng Khái ngay trong ngày đầu nhậm chức có liên quan đến bà Trương Thị Mai, cựu Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, người đã bị xử lý kỷ luật tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13. Theo đó, bà Mai đã nhiều lần thúc ép và đe dọa các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, buộc họ phải tiếp tay cho đại gia Nguyễn Cao Chí và bà trùm Trương Mỹ Lan. Đổi lại, bà Trương Thị Mai được ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, biếu một khu biệt thự khủng ở Sài Gòn với giá khoảng 2 triệu đô la từ tiền hối lộ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hơn thế nữa, theo giới thạo tin, bà Mai được cho là bà trùm của Tổng chỉ huy bộ máy chính trị tại tỉnh Lâm Đồng. Bà Trương Thị Mai từng được đánh giá là sẽ tiếp tục đảm đương các chức chính trách lớn sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức. Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho rằng bà Trương Thị Mai viết đơn xin nghỉ vì đã quá chán ngán và không chịu nổi áp lực của cuộc đấu đá nội bộ giữa các đồng chí của mình, đặc biệt là sự lộng hành của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo đài BBC chia sẻ, thì dù Tổng Trọng muốn giữ bà lại nhưng nhận được câu trả lời rằng tôi không được khỏe và tôi đã mỏi mệt với trò chơi quyền lực này rồi. Đó là lý do trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào ngày 20 tháng 5 theo kế hoạch có nội dung bầu hai chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã bị bỏ trống, bà Mai dứt khoát bảo lưu ý kiến nếu bị ép vào ghế Chủ tịch Quốc hội thì sẽ xin nghỉ ngay lập tức. Theo giới thiệu tin, bà Trương Thị Mai sợ ông Tô Lâm phật ý nổi sung và sẽ ra tay với bà như đã từng xử lý Vương Đình Huệ. Cuối cùng thì bà Mai cũng chạy trời không khỏi nắng tại Hội nghị Trung ương 9 vào ngày 16 tháng 5. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo Ban chấp hành Trung ương đánh giá, bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm khuyết điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Theo thông báo của Đảng, thì nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Đây là một trong những bằng chứng để khẳng định rằng không có bất kỳ một lãnh đạo Đảng nào và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thực sự trong sạch cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin sau khi kỷ luật Lê Minh Khái, vì sao Trương Thị Mai là món nợ phải đòi tiếp theo của Tô Lâm? Vì sao Tô Lâm cứ lần nữa chưa sang thăm Trung Quốc? Lịch sử cận đại Việt Nam cho thấy Trung Quốc, nước láng giềng phương Bắc, luôn là cái đôi, thậm chí là các thế lực nuôi dưỡng cho các tổ chức chính trị tại Việt Nam như Việt Quốc, Việt Cách, Việt Nam Quốc Dân Đảng và kể cả Đảng Cộng sản. Kể từ Hội nghị Thành Đô năm 1990, sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, ban lãnh đạo Bắc Kinh bắt đầu can thiệp trực tiếp vào công tác nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là điều mà ai cũng biết. Vì vậy, thái độ khác thường đối với Việt Nam của ban lãnh đạo Bắc Kinh trong thời gian gần đây sau khi Tô Lâm ngồi vào ghế quyền lực cao nhất đã khiến công luận lo ngại. Trong quá khứ, một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã phải trả giá vì lỡ làm cho ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng, thậm chí là căm tức. Đôi khi một số lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bị gọi là những đứa con hoang đàng, ngỗ ngược. Việc cố chủ tịch nước Trần Đại Quang đột nhiên mắc bệnh lạ rồi qua đời vào tháng 9 năm 2018 sau chuyến thăm Bắc Kinh tháng 5 năm 2017
là một kết cục bi thảm đầy bí ẩn, là minh chứng về một trường hợp khó bảo. Ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết, ông Trần Đại Quang được phát hiện bị nhiễm virus hiếm và độc từ tháng 7 năm 2017. Sau đó, ông đi Nhật chữa trị tới 6 lần nhưng không qua khỏi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến nay đã khẳng định quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Do vậy, việc chống phá của các thế lực kình địch và các phe phái trong Đảng đã giảm bớt đáng kể. Điều đó cho thấy về cơ bản Tô Lâm đã bình định xong các thế lực trong nước. Trái lại, ông Tô Lâm đang phải đối diện với mối họa lớn từ người anh em đồng hương phương Bắc, nhất là trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, một chuyến đi mang tính bắt buộc của tân Tổng Bí thư. Đây là điều không thể từ chối. Mới đây nhất, nhà văn Phạm Viết Đào đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng có 5 yếu nhân tình nghi bị Trung Quốc hạ độc là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và gần đây là Nguyễn Chí Vịnh. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông Nguyễn Bá Thành bị hạ độc vì đe dọa đến số phận của bà trùm Trương Mỹ Lan, một nhân vật được cho là người của Trung Quốc. Cả Nguyễn Bá Thành và Trần Đại Quang đều có những sự khác thường về sức khỏe sau chuyến đi Trung Quốc trở về. Chủ tịch Trần Đại Quang chỉ nhận một bó hoa trong chuyến thăm này mà đã mang virus lạ và qua đời sau đó. Ông Phạm Viết Đào cho biết thêm, ông Việt Phương, thư ký riêng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, có một số năm làm thư ký cho cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông Phương kể, trong một lần cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Bắc Kinh, ông Lê Duẩn đã được ông Hồ gọi sang dặn dò: "Chú sang ngủ chung với bác, chắc họ không dám làm gì bác. Riêng chú hãy cẩn thận, bạn không ưa chú." Vì thế, từ đó về sau, ông Lê Duẩn mỗi khi sang Bắc Kinh thường đổi giường ngủ cho thư ký vì sợ Trung Quốc ám hại. Tô Lâm vốn là đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, trong một người có kinh nghiệm lọc lõi hơn 50 năm trong ngành công an. Ông cũng là một đội ngũ thân cận hùng hậu, đều là các thượng tá an ninh, cảnh sát, thì việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng Bí thư ở nội địa là hoàn toàn an tâm. Ngược lại, chuyến công du Bắc Kinh tới đây của Tô Lâm là một thách thức vô cùng lớn, nhất là khi Trung Quốc đã thể hiện không thân thiện, không ủng hộ tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tướng Trần Đại Quang cũng là một ông trùm an ninh cảnh sát, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng là một trùm tình báo quân đội. Vậy mà cả hai dễ dàng bị mắc bệnh lạ sau khi thăm Trung Quốc. Thưa hỏi, sinh mệnh của Tô Lâm sẽ ra sao sau chuyến thăm sắp tới? Phải chăng đó là lý do khiến Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm vẫn còn lần nữa chưa sang thăm Bắc Kinh? Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tô Lâm cứ lần nữa chưa sang thăm Trung Quốc? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.